Xin chào mọi người, lại là anh Cường đây. Hôm nay team Cường Dương lại đem đến cho mọi người một cái chủ đề rất là mới về tài chính cá nhân. Cách đây nhiều năm ý, thằng bạn anh thì dùng 20 triệu mua iPhone 5, anh thì dùng 20 triệu đi thuê mặt bằng. Một năm sau, nó lại dùng 20 triệu đi mua iPhone 5S. Lúc này anh đã kiếm được hơn 100 triệu và tự tay mở một cửa hàng nhỏ nhỏ. Và bẵng đến một thời gian, thằng bạn anh lại mua cầm 20 triệu mua con iPhone 7 thì anh đã có công ty của riêng mình. Và sau đó nó vẫn tiếp tục dùng 20 triệu mua iPhone 8, còn anh thì đã có nhà, có xe, có sổ tiết kiệm. Và cái câu chuyện đó nó cứ lặp đi lặp lại. Bẵng đến một thời gian, sau khoảng 10 năm thì anh nhận ra là kết quả tài chính của hai đứa rất là khác. Chỉ từ cái việc mà câu chuyện 20 triệu dùng để mua cái gì. Thì hôm nay anh cùng với chị Dương xin mạn phép share một chủ đề để hy vọng các bạn không lặp lại những cái sai lầm mà thằng bạn đang gặp. Đó là một số cái sai lầm thường gặp của các bạn trẻ ở cái giai đoạn 20-30. Cái tụi anh cũng lên mạng để kiếm rất là nhiều cái clip từ trong nước đến ngoài nước, thì họ kể ra là 5 cái sai lầm thường gặp của những bạn trẻ. Sai lầm đầu tiên ấy, là mua sắm vì cảm xúc nhưng cuối cùng lại không có xài. Thì có bạn nào thành thật với nhau đi, có một số cái khoản mình có chi ra ở trong quá khứ là mình mua cái này, mua cái kia, mua con xe mới chẳng hạn. Và rồi có cái khoản tiền đó các bạn mua xong rồi xài một lần, hai lần rồi bỏ đó không xài tiếp không. Cái sai lầm thứ hai đó là mình rất dễ trở thành nạn nhân của cái bẫy chi tiêu, bẫy mua sắm. Lúc này anh rất là muốn hỏi có bạn nào hay nhận được những cái tin nhắn của vay tiêu dùng ưu đãi lên tới bao nhiêu đó và vay lên tới 60 triệu, 70 triệu với lãi suất chỉ từ 2% một tháng. Có bạn nào bình tĩnh để mình tính lại thử, đó là 2% một tháng đó là 24% một năm, 3% một tháng đó là 36% một năm. Đó là cảm bẫy, cái sai lầm thứ hai khi mình còn trẻ. Và cái thứ ba đó là quá tay khi mình chi tiêu vì cái áp lực đồng trang lứa. Thì cái câu chuyện này cũng rất là cá nhân. Khi mà anh mới bắt đầu đi làm cách đây khoảng mười mấy năm, anh làm cho Big Corp. Thì công ty của anh thì tọa lạc ở trong một cái khu rất là sầm uất của quận 7, khu Phú Mỹ Hưng. Thì vốn là một chàng sinh viên học trường kỹ thuật, thì anh vốn đã quen với việc là ăn cơm tiệm, ăn một tô hủ tiếu gõ cho qua bữa. Thì đi làm mới khác hẳn. Vì bạn bè anh lúc đó ha là đều ăn mặc rất là chỉnh chu, rất là xịn sò. Thậm chí là buổi trưa ấy, tụi anh sẽ hay bắt taxi để đến những cái quán ở khu lân cận mình đó. Mà mỗi bữa ăn đâu có rẻ đâu, cả trăm ngàn. Và anh bị cuốn theo cái vòng quay đó. Và đột nhiên lúc mà mình thời sinh viên mình nghĩ là mỗi tháng mình chỉ chi tiêu có 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu. Thì đi làm mình chỉ chi tiêu 5 triệu thôi thì mình sẽ giữ được rất là nhiều tiền. Và anh đột nhiên anh thấy là cái khoản chi của mình nó tăng một cách phi mã. Và mình cũng chỉ giữ lại cái khoản tiền hồi xưa mình giữ lại được thời sinh viên. Thì đó là cái sai lầm thứ ba. Cái sai lầm thứ tư ấy, đó là rất là nhiều bạn nói là thôi có ít tiền đầu tư cái gì trời, là đợi có tiền mới đầu tư. Thì đây chắc là cái sai lầm kinh điển nhất. Đó là vấn đề ở đây, đó là vậy thì khi nào mới đầu tư? Và có bao nhiêu tiền thì mới bắt đầu đầu tư được, bao nhiêu là bao nhiêu. Và cái điều sai lầm thứ năm ấy, đó là không đầu tư từ sớm. Thì đây là cái thứ mà ekip tụi anh lọc ra được, đó là 5 cái sai lầm phổ biến của những cái bạn trẻ mới ra trường đi làm. Và đó là sai lầm về mặt tài chính phổ biến. Thì không biết là ý chị Dương thế nào? Nghe thấy riêng về tài chính thôi đã quá trời sai lầm này thì nghe muốn tự tử quá nhở. Tại vì phải sửa hết sai lầm này để sai lầm khác. Khi mà chị lướt qua những cái kênh YouTube khác, người ta nói về những cái sai lầm, thậm chí là 9-10 sai lầm gì đấy về quản lý tài chính cá nhân, là xài thẻ tiết kiệm, xài thẻ tín dụng nhiều, rồi chi tiêu quá theo cảm xúc, rồi chi tiêu quá tay, rồi này thì kia, thì chị thấy nó rất là nhiều. Nhưng mà chị thấy những cái đấy nó rất là tủn mùn. Tủn mùn ở đây là đương nhiên là mình không mắc, đương nhiên là nó có phải là sai lầm hay không thì cũng có vẻ đấy, nhưng mà tuổi trẻ đi làm thì không tiêu xài thì cũng không làm sao được. Thì chúng ta đã ở một cái đẳng khác rồi, chúng ta là những thiền sư, chúng ta những người mà gọi là enlightened rồi. Nhưng mà chúng ta là người thường.
cũng có nhu cầu mua sắm, cũng có nhu cầu như kiểu cạnh tranh đồng trang lứa, không thể nào khác được. Thì chị đồng ý với cái không đồng ý với cả những cái liệt kê những cái sai lầm này lắm. Và chị muốn đặt một câu hỏi là khi mà mình sửa hết những cái sai lầm này rồi thì liệu chúng các bạn có giàu được không? Nếu mà các bạn không mua sắm theo cảm xúc, các bạn không bị nạn nhân của những cái bẫy chi tiêu đó, rồi các bạn người ta đi taxi đi ăn, các bạn mang cơm hộp lên văn phòng, thì rồi làm hết những cái đấy rồi thì liệu là chúng ta có giàu được không? Chúng ta sửa hết những sai lầm đấy thì liệu chúng ta có giàu được hay không? Theo Cường đấy, nhưng mà Cường là người liệt kê những câu hỏi đấy ra, thì Cường chị muốn hỏi Cường là theo em thì rồi mình có giàu được không khi mà mình sửa hết mọi sai lầm? Chị nhắc lại thì em mới thấy là thực ra là những cái trên thì nó hơi tủn mủn quá. Và cũng thật ra là cũng mình fix hết tất cả những sai lầm ở trên thì cũng chưa chắc là giàu được. Nhưng mà theo chị nhá, thì có cái tủn mủn thì nó cũng không có sai, nhưng mà có cái thứ gì khác không để mình share về những cái sai lầm một cách nó phổ quát hơn, và nó mang tính định hướng hơn hơn là fix những thứ rất là tủn mủn, theo chị là tủn mủn và vụn vặt như vậy. Theo chị thì thật sự là những cái này nó rất là tủn mủn và rất là cũng khó, rất là khó sửa. Tại vì mình sống trong một cái xã hội nó là xã hội tiêu dùng, nó là một cái xã hội mà có biết bao nhiêu người xung quanh, mình không thể nào mình lên núi mình bỏ 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 phố về rừng thì thôi, không nói làm gì đúng không? Thì mình mới không xài thẻ tiết kiệm, không đi shopping hoặc là không đi ra nhà hàng ăn. Nhưng mà chúng ta sống ở Sài Gòn, chúng ta sống ở những thành phố lớn, chúng ta là một cái nước đang phát triển, thì những cái việc đấy nó là điều tất yếu. Chúng ta sẽ phát triển lên thành các cái nước phát triển ở kia thì đấy là điều tất yếu. Cho nên là theo chị, nếu mà về mặt quản lý tài chính cá nhân mà chúng ta muốn hướng tới cái sự giàu có, chúng ta muốn hướng tới cái sự ổn định về tài chính, bền vững về tài chính, thì chúng ta phải có một cái nhìn nó lớn hơn. Ở trong khóa học 7 thói quen ấy, thì người ta hay nói rằng là chúng ta phải tập trung vào những cái việc quan trọng trước, còn những cái vừa rồi là những cái khẩn cấp và đừng có xài nữa, đây là việc khẩn cấp. Tập trung vào cái đấy thì lúc nào mình cũng là chữa cháy. Cho nên là nên theo chị thì nên tập trung vào những cái quan trọng Theo trước. chị là việc quan trọng là việc nào? Ví dụ thứ nhất là thay vì nói rằng là các bạn đừng tiêu xài, đừng shopping, đừng đi taxi, đi ăn, hãy mang cơm, thì các bạn nên bắt đầu vào một cái việc là thứ nhất là xác định cho mình là mình muốn tiết kiệm bao nhiêu tiền một tháng, hoặc là bao nhiêu tiền một năm, bao nhiêu phần trăm, hoặc là bao nhiêu phần trăm lương, hoặc là bao nhiêu tiền một một tháng. Thì cái việc này nó rất là quan trọng, nó là chúng ta bắt đầu bằng một cái begin with the end in mind, tức là bắt đầu bằng một cái mục tiêu cuối cùng mà chúng ta muốn. Và các bạn có thể ví dụ như là các bạn lương 20 triệu một tháng mới đi làm, lương 20 triệu một tháng, hoặc lương 10 triệu một tháng, và nói rằng là tôi muốn một tháng tôi tiết kiệm 5 triệu một tháng, hoặc là tôi tiết kiệm 30% tiền lương của tôi và tôi chỉ tiêu xài 70% còn lại thôi. Thế thì cái 70% còn lại đấy, các bạn có thể đi shopping, các bạn có thể đi ăn nhà hàng, các bạn có thể mua iPhone, cái đấy là điều bình thường. Nhưng mà rõ ràng 70% đấy các bạn phải có cái sự lựa chọn là có thể nếu mua iPhone thì không đi ăn nhà hàng được nữa, hoặc là nếu mà đi shopping thì không không mua iPhone được nữa. Thì tự nhiên các bạn sẽ có một cái sự lựa chọn cho mình, và tự nhiên cuối tháng các bạn vẫn có một cái khoản tiết kiệm bỏ ra đều đặn hàng tháng. Thì rõ ràng là mình sẽ đạt được hai cái mục tiêu đó, thay vì nói rằng ô tôi lại mắc sai lầm rồi, ô tôi lại mắc sai lầm A, tôi mắc sai lầm B, tôi mắc sai lầm số 9, tôi mắc sai lầm số 10. Thì hãy tập trung vào việc là tôi hàng tháng tôi luôn có một cái khoản tiết kiệm để ra. Và các bạn có thể nghĩ rằng là cái tiết kiệm hàng tháng đó nó quá nhỏ, thì em đi làm một tháng có 10 triệu mà em tiết kiệm thì 1 triệu, 2 triệu thì nó quá nhỏ đi, nó chả đáng kể gì cả. Nhưng cái đó nó tạo dựng cho chúng ta được một cái thói quen tốt. Thói quen tốt thì thường rất là khó xây dựng, cho nên là phải xây dựng từ sớm. 1-2 triệu bây giờ đối với chúng ta là rất là ít, và sau này cũng rất là ít, nhưng mà nó sẽ tạo cho chúng ta có một cái thói quen để về sau này các bạn có cái thu nhập 100 triệu một tháng, 200 triệu một tháng, các bạn vẫn tiếp tục tiết kiệm. Thì lúc đó cái nguồn tích lũy tiết kiệm của các bạn nó sẽ rất là lớn, và nó sẽ rất là dễ, tại vì các bạn đã xây dựng cái thói quen đấy từ khi đi làm rồi. Đó, cho nên là theo chị thì
thay về việc tập trung vào những cái sai lầm là ngừng tiêu xạo là tốn tiền, thì các bạn hãy tập trung vào việc là xây dựng một cái thói quen tiết kiệm ngay từ đầu, ngay từ khi đi làm. Lương 5 triệu cũng được, lương 10 triệu cũng được, lương 20 triệu cũng được, nhưng cái thói quen tiết kiệm đấy nó rất là quan trọng và nó đi theo cả cuộc đời của chúng ta sau này. Và nó sẽ cho chúng ta được một cái kỷ luật về tiêu sắm. Tự nhiên nó sẽ cái kỷ luật về tiêu xài nó sẽ đến mà không phải lo lắng rằng là ồ mình đang xài quá nhiều. Đó thì theo chị cái đầu tiên mà các bạn cần phải sửa đó là cái thói quen tiết kiệm đều đặn hàng tháng một số tiền cố định hoặc một cái tỷ lệ thu nhập cố định. Đó là cái quan trọng nhất. Và cái này thì làm em nhớ đến một cái nguyên tắc mình hay share trong khóa học tài chính cá nhân Money Tree á, đó là pay for yourself first. Đó là hàng tháng dù không biết là bạn sẽ chi cái gì thì là luôn làm một việc sau khi nhận lương, đó là cắt ra một khoản tức là cá nhân thôi 10-15% tiền lương để sang một bên, rồi phần còn lại bạn muốn chi sao thì chi. Và cái phần này lại dấy trong lòng em thêm một cái câu hỏi nữa, đó là rất là nhiều bạn trẻ nói với em là anh ơi, lương tháng của em rất là thấp, lương có 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu một tháng, chi cho tiền ăn còn không đủ, lấy đâu ra mà tiền tiết kiệm. Chị nói thì hay lắm, nói là thôi mỗi tháng lương bạn là 5 triệu, 6 triệu thì tiết kiệm khoảng 10-20% đi. Nhưng nhiều bạn lại hỏi là anh chị ơi, tiền ít, lương thấp thì lấy đâu ra. Nên là nó dẫn đến một cái sai lầm thứ hai chị Dương với anh cùng thấy, đó là rất là nhiều bạn ở trong những khoảng thời gian đầu đời ấy, bạn ấy lại không có đầu tư cho khả năng kiếm tiền. Tức là sao? Tức là anh tạm gọi là có rất là nhiều bạn trẻ ở thời điểm hiện tại anh quan sát thấy là đúng nghĩa là an phận thủ thường ấy, là suốt rất là nhiều năm đi làm, anh hỏi ra là em đi làm công việc đó bao lâu rồi, bạn ấy kêu vậy em làm công việc này cũng 5 năm 6 năm rồi, thì em lại hỏi thêm là sao mức lương vẫn như vậy, rồi em than vãn là không có tiết kiệm được. Và em dùng cái câu mà thầy em hay hỏi em cái lúc mà em học về tài chính cá nhân đó, thì em hỏi bạn đó là em ơi, lương em từng đó đúng không, anh hiểu rất là rõ cái hoàn cảnh của em đi làm 5-6 năm rồi. Thì em hỏi thêm là em ơi, cho anh hỏi nghe, ở trong công ty em á có ai được trả lương gấp đôi em không, 12 triệu 13 triệu bạn đã nghĩ hồi, bạn đã trả lời em là dạ có. Em hỏi thêm là em ơi, vậy trong công ty em á có ai được trả lương là 30 triệu không, bạn nó nghĩ một hồi, dạ anh giám đốc của em, dạ có. Em hỏi thêm là theo em nghe, trong công ty em là có ai được trả lương 50 triệu một tháng không, bạn đã trả lời là dạ có. Thì ở đây nó dẫn tới một cái sai lầm thứ hai mà chị Dương với anh lúc mà thảo luận tụi anh rất là đồng ý, đó là rất là nhiều bạn là không có đầu tư cho khả năng kiếm tiền ở trong cái giai đoạn đầu sự nghiệp, có ít tiền rồi thì làm sao để tiết kiệm được. Và đây là cái thứ mà tụi anh cũng phải nhắc đi nhắc lại, đó là các bạn trẻ, nếu bạn làm việc trong mảng marketing thì bạn tự hỏi mình là bạn có phải là marketer xuất sắc nhất ở trong phòng ban của mình hay không, để mình xứng đáng có mức lương cao hơn. Bạn nào làm production, bạn có phải là producer tốt nhất ở trong công ty không? Bạn nào là trader, có phải là người trader có hiệu suất tốt nhất của cái phòng ban của mình hay không? Thì lúc đó mình đầu tư vào năng lực của mình, vào khả năng của mình, và mình là người quan trọng, thì không có đường nào khác mà công ty của bạn, cái chỗ làm của bạn, sếp của bạn không tăng lương cho bạn được. Thì đó là cái sai lầm thứ hai. Và cái sai lầm thứ hai này nó sẽ dẫn đến một cái sai lầm thứ ba nữa. Chị Dương biết là sai lầm gì không? Rất là phổ quát. Có tiền rồi, đi làm có tăng lương rồi thì tiêu xài. Đúng rồi, chính xác. Và quen cái thói đó rồi tiêu xài, lại có ít tiền, là cứ tiền lúc đầu là lúc nào cũng vậy hết, là lúc đầu bạn ấy có 15 triệu thì cái khoản cám dỗ của bạn là gì, một cái chiếc iPhone mới, và rồi bạn đi làm bạn kiếm được lúc đó bạn tích lũy được khoảng 50 triệu thì cái cám dỗ lại là một cái chiếc xe mới, một con xe Airblade hoặc là SH mới, và rồi bạn giữ được 200 triệu thì cái cám dỗ của bạn là một chiếc xe hơi mới. Và em quan sát thấy hầu hết các trường hợp như vậy. Và nó dẫn tới một cái sai lầm tiếp ý của chị Dương, đó là sai lầm thứ ba, đó là đầu tư quá trễ. Thì cái giờ năm 2020 là mình lúc mà mình dạy Money Tree thì rất là rõ ha, là hầu hết là lớp lớp các bạn học viên trong lớp là đều kiếm được tiền.
Thì lúc đó là trong nhóm chơi chung của tụi em á, tụi em có một cái group group chat ở trên Messenger. Là dễ thương lắm, có cái gì là mấy bạn cũng quăng ngồi đó. Thì năm 2020 á thì nhóm bạn thân của em thì là có rất là nhiều bạn bắt đầu là tại kinh doanh thì không được rồi. Thì các bạn bắt đầu bỏ tiền một phần vào đầu tư chứng khoán. Và có lãi, khoe ầm ở trên mạng ở trên đó, đăng story, đăng vào cái group chat đó của tụi em mà khoe khoe loạn lên. Thì em nhìn thì em chỉ thấy dễ thương. Và khi thị trường sụp đổ khoảng 2 năm gần đây thì tất cả những cái dòng trạng thái khoe lãi, những cái tin nhắn vốn được cập nhật rất là liên tục ở trong cái group chat cái nhóm của tụi em thư dần đi và không có ai canh tác ở trong cái group đó nữa. Thì cái thứ mà em nhận ra là gì? Là những cái việc mà những cái đứa bạn em làm ở thời điểm hiện tại á, đầu tư có lãi, khoe ầm lên rồi lỗ, và rồi rất là đau khổ. Thì những cái việc đó thì em đã trải qua thị trường lên, thị trường xuống, em đã trải qua cách đây khoảng 8 hoặc 9 năm. Những cái việc của bạn em làm cách đây 8 hoặc 9 năm rồi. Và em nhận ra thêm một cái nữa là cùng với một khoản lãi là 10%, 15% thì sau 8 hoặc 9 năm mà mình tích lũy á, mình có khoản lớn hơn rất là nhiều. Nên là những cái khoản lãi 10%, 15% thực ra là những cái khoản lãi rất là lớn với cá nhân mình. Nên thực sự là cái sai lầm thứ ba ấy mà muốn nhấn mạnh với các bạn trẻ đó là đừng, nếu đầu tư thì nên đầu tư từ sớm, đừng có bắt đầu trễ. Tại vì cơ hội đến, đúng không? 2020 là tất cả mọi người đều thấy cơ hội, nhưng mà người đầu tư 10 triệu sẽ rất là khác với những người mà đầu tư 500 triệu, 1 tỷ, thậm chí là nhiều hơn. Và đúng nghĩa là mình không nắm lấy thì sẽ rất là đáng tiếc. Again, để chốt lại podcast ngày hôm nay thì thực ra quản lý tài chính cá nhân thì nó cũng đơn giản lắm, là kiếm tiền. Mình trong giai đoạn đầu đời các bạn làm sao để trau dồi cái khả năng của mình mà mình trở thành một cái người quan trọng để mình có nhiều thu nhập hơn. Có nhiều thu nhập hơn để mình học cách để mình giữ tiền. Giữ được tiền rồi thì anh mong là mọi người làm cái thứ ba, đó là đầu tư tiền càng sớm càng tốt. Thì đơn giản vậy thôi. Nếu bạn ấy có lỡ mắc cái sai lầm nào kể trên và bạn muốn làm gì để khắc phục chúng thì đừng ngại để comment chia sẻ với tụi mình nhé. Ngoài ra nếu bạn có hứng thú với những cái chủ đề tài chính cá nhân của bọn mình thì có thể tham khảo hai cái video khác của Moneytree Podcast, là một cái video về tự do tài chính và trước năm 30 tuổi nên tiết kiệm hay trải nghiệm. Rất là cảm ơn mọi người đã nghe cho tới phút này. Hẹn gặp lại mọi người những podcast tiếp theo. Cảm ơn mọi người.